Mời mọi người một ly trà hoa nha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương trình kể tích truyện pháp cú của Đại Nghĩa. Hôm nay Nghĩa sẽ đọc cho quý vị nghe câu pháp cú số 323. Chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Câu chuyện có tên là Thầy Sa môn luyện voi. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên hệ đến một tỳ kheo từng là quản tượng. Một ngày nọ, một vị tỳ kheo trước kia từng là quản tượng, đứng bên bờ sông Asivati, thấy một người quản tượng đang cố gắng huấn luyện một con voi. Thấy người ấy không đạt kết quả, thầy muốn mách nước, bèn nói với các thầy tỳ kheo đứng gần, nếu đánh con voi ở chỗ này, chỗ này, nó sẽ nghe lời ngay thôi. Người quản tượng nghe được làm theo lời và chẳng bao lâu còn vòi tuân theo ý của ông các tỳ kheo bạch phật câu chuyện phật cho gọi thầy tỳ kheo ấy lên và hỏi có thật là ông nói như thế bạch thế tôn vâng phật quở người vô tích sự người thi thố tài nghệ với người luyện voi luyện thú để làm gì không phải leo lên lưng những con thú đó là có thể đi đến nơi muốn đến mà chưa đến được chỉ có trong sự tự huấn luyện bản thân mới có thể đến được nơi khó đến. Từ đây, ngươi hãy tự điều phục chính mình, đừng làm trò huấn luyện thú như thế nữa. Ngài nói kệ, chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến Niết Bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Câu chuyện hôm nay của chúng ta về một thầy tỳ kheo, vốn từng là một người quản tượng, là cái vị thầy này trước khi mà trở thành tỳ kheo đã từng là một người quản tượng, cho nên cái nghề gọi là điều khiển những con voi á, ông nắm rất là vững. Và một ngày khi mà thấy một cái người quản tượng đang ở bên bờ sông Asivati, cố gắng huấn luyện một con voi nhưng mà thấy không có đạt kết quả, thầy muốn mắt nước là bởi vì sao? Là bởi vì tự nhiên cảm thấy ngứa nghề ấy ở cái công việc của tôi nè, ngày xưa là tôi giỏi biết bao nhiêu nè. Tôi biết hết tất cả những cái chiêu thức hoặc là những cái kỹ thuật, những cái mánh khóe để làm sao mà đạt được cái hiệu quả công việc đó một cách tốt nhất. Bây giờ tự nhiên mình nhìn thấy một cái người làm cái công việc của mình ngày xưa mà làm không hay không tốt, làm không tới nơi tới chốn á. Khó chịu. Có thể ban đầu thì không sao. Cũng đứng rồi quan sát, rồi coi coi cái ông quản tượng kia ông làm thế nào mà quan sát một lúc em làm không xong á cái tự nhiên nhớ cái nghệ cũ của mình trời ơi phải như thế này nè phải như thế này kia thì mới làm được thì mới đạt được cái mục đích của mình chứ còn làm vậy bao giờ mới xong thì đó dần dần cái tâm của mình á, nó bị lôi kéo thì cái này là cái gì là cái tâm của chúng ta chúng ta bị lôi kéo bởi những cái cảnh trần ở bên ngoài á, những cái sự việc những cái hiện tượng gì đó mà chúng ta nhìn thấy chúng ta nghe thấy chúng ta tiếp xúc Mỗi ngày nè mà mình bị lôi kéo theo. Ban đầu có khi mình cũng không có để tâm đến lắm đâu, nhưng mà nếu như cái sự việc đó nó cứ diễn ra ngay trong cái tầm mắt của mình, trong cái sự quan sát của mình, các căn của mình nè bị thu hút thì tự nhiên dần dần cái tâm mình cũng sẽ bị lôi theo những cái điều đó. Thì cái thầy Tỳ Kheo này y chang vậy thôi. Có thể ban đầu thì thầy cũng vẫn dưng Ừ, một người đang huấn luyện voi thế thôi. Nhưng mà bởi vì đó là cái nghề cũ của mình giống như là cái tập nghiệp cũ của mình á, nó được khơi dậy mình nhìn thấy những cái hình ảnh hay cái việc làm gì đó nó vốn dĩ nó quá quen thuộc với mình đi thì tự nhiên mình sẽ có cái sự chú tâm vào cái điều đó và mình bị lôi cuốn theo mọi người còn nhớ một cái câu chuyện pháp cú mà cách đây cũng một vài số trước người đã từng chia sẻ không một cái vị tỳ kheo mà là đệ tử của ngài xá lợi phất á ngài xá lợi phất giao cho những cái đề mục thiền quán như là uh, về quán bất tịnh nè thì Ngài không có vào được, không định tâm được Đức Phật quan sát thì Đức Phật biết Cách đây nhiều đời trước Cái vị này đã từng sinh ra trong một cái gia đình làm nghề kim hoàng Và cái vị này cũng đã từng làm cái công việc là một người thợ kim hoàng Mà làm tới 500 kiếp lận Cho nên Đức Phật lúc đó mới giao cho một cái đề mục khác Quán về một cái bông sen bằng vàng Do thần thông của Đức Phật hóa hiện ra thôi Và khi cái vị này nhìn vào cái bông sen bằng vàng mà đẹp đẽ như thế đó thì là những cái thói quen những cái tập nghiệp của ngày xưa đó, nó trở lại nó thu hút cái sự tập trung và từ đó đắc định ở đây cái câu chuyện này cũng như thế hình ảnh quen thuộc ngày trước mình đã từng làm cho nên bị thu hút và chính vì vậy cái tâm mình bị dao động và bị cuốn theo và thầy mới nói với những cái tỳ kheo đi chung với mình nên đánh con voi ở cái chỗ này nè chỗ này nè thì nó nghe lời ngay thôi thì công quản tượng kia ông nghe được ông mới làm theo và chẳng bao lâu sau thì con voi tuân theo lời của ông thôi nhưng mà ở cái chi tiết này á thì mình thấy nó có thật sự đúng với một cái người tu sĩ chưa chưa bởi vì cái công việc huấn luyện một con voi nè không phải chỉ là ngồi mình nói với nó hoặc là mình thuyết pháp cho nó nghe là tự nhiên nó thay đổi nó là loài vật mà cho nên nó cần phải có những cái cái kỹ thuật giống như là mình dùng roi vọt á, mình làm cho nó đau, mình làm cho nó nhớ để lập thành một cái thói quen gì đó của nó và lần sau chỉ cần quất vào mông nó một cái thôi, hoặc là chỉ cần nhìn thấy cái ngọn roi một cái thôi, hoặc là với một cái động tác gì đó là cái con vật đó sẽ biết chủ đang muốn nó làm cái gì. Thì với một cái người đã là tu sĩ mà giống như là mình mất nước, mình chỉ cho một cái người mà đang dùng những cái kỹ thuật như thế để thuần phục để huấn luyện một con vật thì như vậy thật sự nó chưa có đúng. Giống như nghĩ nhớ, nghĩa từng nghe các thầy giảng là những vị mà đã là tu sĩ rồi á thì không có khuyến khích cái việc là người ta cưới nhau. Không có khuyến khích là cái người này cưới người kia đi, không có đốc thúc cái chuyện đó nhưng mà cũng không có suối người ta bỏ nhau cái chuyện đó là cái chuyện nhân duyên của ông ai thì người ấy biết thôi tự động nó sẽ diễn ra như thế nào thì tùy vào cái duyên của họ chứ đã là người tu thì không có suối rằng anh này anh lấy chị kia đi hay chị kia nên lấy anh này nè không có làm cái chuyện đó nhưng mà các thầy có thể có mặt trong cái buổi lễ cưới của họ giống như là bây giờ ở trong chùa cũng hay làm những cái lễ hàng thuận á các đôi vợ chồng mà làm lễ cưới ở trong chùa á, là cũng muốn nghe một vị thầy nói về giáo pháp của Đức Phật liên quan tới cái đời sống gia đình, cái bổn phận của người vợ, bổn phận của một người chồng. Thì các thầy làm cái việc đó thì được. Nhưng mà không có cái chuyện mà đốc thúc. Cũng giống như chúng ta nè. Chúng ta là những người Phật tử. Chúng ta cũng quy y ngũ giới. Thì cái giới đầu tiên là gì? Không sát sanh. Thì cái giới không sát sanh á, nó không phải chỉ gói gọt ở cái việc là chúng ta là cái người trực tiếp đập, giết một cái con vật nào đó mà còn là không khuyến khích người khác giết, không bảo người khác phải giết và không vui theo cái việc mà người khác đang giết hại. Chứ không phải chỉ là cái việc mà mình trực tiếp mình giết hại không thôi. Cái giới sát nó là như thế. Thì chúng ta cũng như vậy. Bây giờ tôi nói chứ không, tôi là Phật tử, tôi quy y rồi, tôi không có sát sanh đâu. Nhưng mà bữa nay nhà có đám dỗ nè. Ê, ê, vô cắt cổ con gà giùm tôi đi ừ đó đó vặt cổ nó đi vặt cái lông nó đi rồi cắt tiết nó đi lấy cái chén hứng tiết nó kìa rồi trụng nước sôi đi nhổ lông đi mổ bụng đi <laughs> mình cũng không có làm cái chuyện đó luôn nha nếu như mình là phật tử đã có quy y rồi thì không có suối giết không có bảo người ta giết luôn và khi thấy ai đó giết hại mình cũng không có khởi cái tâm vui khi thấy ai đó đập đầu con cá trời ơi trời ơi đập đầu con cá rồi kìa con cá này nha một lát về mà kho lên hai chân tương ha kho tổ này kia nha sướng nha vui nha ngon nha không mình cũng không có khởi cái tâm đó luôn nha quý vị nếu như cái sự việc đó nó diễn ra thì là cái duyên của nó là như vậy mình nếu như mình có nhìn thấy thì mình biết là như thế hoặc trong tâm mình á mình khởi lên cái niệm từ bi cái niệm từ bi với cái loài vật mà đang bị giết thịt đó hoặc là kể cả với cái người đang làm cái công việc sát sanh đó, mình khởi lên cái tâm từ bi với những cái đối tượng như thế đó, mình cầu mong là cho cái con vật đó nó sẽ được đầu thai thoát kiếp, không còn là súc sinh nữa. Ví dụ như vậy, khi chúng ta không có suối bảo và chúng ta cũng không có vui theo, kể cả những cái giới khác cũng như thế. Chẳng hạn như là nói dối nè, hoặc là trộm cắp cũng như vậy, mình không trực tiếp làm nhưng mà mình cũng không có khuyến khích người khác làm mình không có giả bộ gợi gợi chuyện để mục đích là suối người khác làm thay cho mình. Cái này thì uh, nghĩ rằng là chúng ta hay bị vướng phải lắm. Giống như uh, nếu như bây giờ chúng ta là những cái người mà vẫn còn đang sống trong gia đình của mình nè, à, chúng ta chưa phải là những người mà ăn chay trường đi ha, thì trong nhà mình á là ngày ngày vẫn nấu những cái món mặn, đúng không? Nhưng mà mình ý thức mình là người Phật tử, mình không có mua con cá về để mà trực tiếp mình đập đầu nó để mình nấu nướng mình ăn nhưng mà mình thấy ai đó trong nhà mình mà mua cái con đó về trời ơi trong lòng khấp khởi mừng thầm á <laughs> hôm nay thế nào cũng sẽ được ăn một cái món ngon ai mà kêu mình trực tiếp làm mà nó hôi hôi sát sinh tuông dám làm nó tuông dám làm đâu nhưng mà khi thấy người ta làm mình thích thậm chí mình đứng cái bên mình coi nữa mình chỉ nữa không phải chỗ này nè phải chỗ này nè cạo nhớt nè sát ừ, muối đi ừ đó thì nếu chúng ta là người Phật tử thì chúng ta cũng phải lưu ý những cái điều này bởi vì đó là những cái điều mà chúng ta rất là dễ bị vướng phải mình không trực tiếp làm nhưng cái chuyện mà suối bảo khuyến khích hoặc là vui khi thấy người khác làm nó cũng học đúng pháp nữa nha thì cái thầy tỳ kheo này là như vậy thầy đâu có trực tiếp đánh con voi đó đâu thường thì mọi người thấy cái người quảng tượng á họ hay cầm một cái cây búa nhỏ nhỏ vậy nè họ ngồi ở trên đầu con voi vậy nè họ khỏ vào trên cái cái đỉnh đầu của nó đó thì nó có những cái huyệt gì đó trên cái đỉnh đầu của con voi khi mà gõ vào đó thì con voi nó sẽ nghe lời nó chịu thuần phục giống như là nó bị đau á giống như là mấy cái người mà luyện siết thú cũng vậy để có những cái màn biểu diễn siết mà chúng ta coi á thì là những cái con vật đó nó đã phải trải qua nhiều ngày tháng huấn luyện và chắc chắn rằng đã gọi là huấn luyện thì không phải là ngồi trò chuyện với nhau không phải là nói chuyện rồi tự nhiên những con thú đó nó làm được như vậy đâu nó cũng phải trải qua những cái ngày tháng mà khá là cực khổ vất vả đòn roi để nó có thể làm được những cái trò tiêu khiển đó vậy thì cái thầy tỳ kheo này không trực tiếp làm nhưng vẫn nói cho các thầy tỳ kheo bạn đi chung mà có lẽ đó là cũng ý muốn nói cho công quản tượng kia cho nên nói mà cái kiểu như nó lớn tiếng chút xíu trong đứng bên kia kìa tôi nói với bạn tôi bên đây nha chứ tôi không có nói trực tiếp với ông nha nhưng mà tôi nói lớn như nè bên kia nghe được không ừ, nghe rõ trả lời <laughs> có lẽ là như thế thì công quản tượng kia ông mới nghe được chứ ông làm theo lời và chẳng bao lâu sau thì sao con voi nó tuân theo ý của ông ta nhưng mà khi phật biết được câu chuyện này thì phật quở phật nói ngươi vô tích sự tức là sao sao làm những cái chuyện mà vô ích như vậy sao rảnh rỗi không tu học đi làm những cái chuyện như thế người thi thố tài nghệ với người luyện voi luyện thú để làm gì ý là sao khi mà cái ông này ông nói ra cho cái ông quản tự bên kia biết về những cái thủ thuật để huấn luyện voi ấy, thì giống như là một cách à hơi có một chút gì đó khoe về cái tài nghệ của mình mặc dù bây giờ mình đã không còn làm cái nghề đó nữa nhưng tôi cũng muốn cho cái người đó biết rằng tôi là người có kỹ thuật nha tôi là người đã từng làm cái nghề này nha có một chút gì đó hơi khoe khoang về cái công việc về cái tài lẻ của mình mà mình đã từng làm trước đây thì Phật có nói người thi thố tài nghệ với người luyện voi luyện thú để làm gì đó có phải là cái mục đích của người tu không người tu sĩ không phải là cái người mà đi so tài cái kiểu đó với những cái người làm những cái nghề xung quanh tu sĩ là tu học rèn luyện bản thân tu sửa bản thân và mang giáo pháp đi chia sẻ với những người khác giáo hóa chúng sanh thì đó là cái bổn phận và cái trách nhiệm của người tu sĩ chứ không phải mình khoe cái tài của mình. Đức Phật mới nói tiếp, không phải leo lên lưng những con thú đó là có thể đi đến nơi muốn đến mà chưa đến được. Ở đây là cái nghĩa đen thôi, tức là Phật nói bây giờ cho dù mình có huấn luyện cái con voi đó thuần thục đi chăng nữa thì không phải rằng mình leo lên được lưng của nó là mình sẽ đến được tất cả những cái nơi mà mình đến những cái nơi mà từ nào tới giờ mình chưa đến được đó thì bây giờ mình sẽ đi được hết đến nơi được hết chỉ cần ngồi được trên lưng con thú đó thôi thì đó là cái nghĩa đen nhưng mà cái nghĩa sâu xa hơn mà đức phật muốn nói đó là cái gì đó là cái chuyện mà chúng ta ngồi trên lưng cái con đó đi chăng nữa dù cho nó là con voi hay con gì nó to lớn hơn con voi đi chăng nữa thì cái nơi mà chúng ta muốn đến nè cái nơi mà một người tu của chúng ta muốn đến là ở đâu chúng ta ngồi trên lưng con voi đó thì có đến được không mục đích tối thượng của người tu đó là gì là giải thoát là giác ngộ là chứng đắc là niết bàn mình tạm gọi nơi đó là niết bàn đi thì cho dù mình ngồi trên con voi hay bây giờ mình ngồi trên lưng con khủng long đi chăng nữa mình cũng có đến được cái nơi đó hay không không cái sự hạn hẹp về mặt địa lý về mặt không gian mà những con thú nó có thể đưa mình đến nó nhỏ bé vô cùng luôn và đó không phải là mục đích của những người tu vậy thì chỉ có trong sự tự huấn luyện bản thân mới có thể đến được nơi khó đến cái nơi khó đến là cái điều mà chúng ta vừa mới chia sẻ với nhau đó, là cái nơi cuối cùng của một người tu đó, cái nơi mà phạm hạnh đã thành việc cần làm đã làm xong đó là niết bàn đó là giải thoát là giác ngộ đó chỉ có khi nào trong cái sự tự huấn luyện bản thân á thì mình mới có thể đến được cái nơi đó thôi. Sự huấn luyện bản thân là cái sự tu tập. Là cái sự hành trì giáo pháp của chúng ta mỗi ngày nè. Mình học được điều gì từ giáo pháp của Đức Phật. Mình nhận ra những cái điều gì còn sai quấy. Ở trong tâm của mình. Để mình sửa. Rồi sẽ đến một ngày. Mình đến được cái nơi mà mình đang nhắm đến. Đó là sự giải thoát giác ngộ. Chứ còn bây giờ mình có cửa trên con gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào đưa mình đến được cái nơi đó. Ở đây nghĩ nhớ về một cái câu chuyện mà trong kinh cũng có nhắc đến và các thầy cũng hay mang ra kể cho Phật tử nghe lắm. Tức là có một cái lần Đức Phật đến trước một cái bờ sông thì có một du sĩ ngoại đạo muốn thử tài với Phật á thể hiện thần thông. Nói rằng là ta có thể ta đi trên mặt nước băng qua con sông thì ông ta mới trổ tài thử mà ông ta làm được thiệt ông ta đi trên mặt nước băng qua con sông kia một cách nhẹ nhàng quay trở về đức phật hỏi ông để làm được cái điều này nè ông phải mất bao nhiêu thời gian ông mới nói rằng là à tôi mất khoảng 30 năm 30 năm tu tập rèn luyện thần thông các kiểu tôi mới làm được cái điều này đức phật nói người bình thường chỉ cần mất có ba đồng thôi là qua được con sông rồi <laughs> khi mình nghe câu chuyện đó mình thấy rất là thú vị Và cái kết nó rất là bất ngờ với cái câu trả lời của Phật á Đúng thiệt, có những cái điều trong cuộc sống này nè Có nhất thiết chúng ta phải tốn quá nhiều thời gian công sức của mình để dành cho nó hay không Trong khi chúng ta có thể giải quyết nó bằng một cách khác Nhanh chóng, gọn gàng hơn rất nhiều Chỉ có ba đồng thôi, ngồi trên cái ghe Người ta chở mình qua sông tận nơi Người ta niềm nở với mình nữa kìa Dắt tay mình xuống ghe, dắt tay mình lên bờ nữa kìa Ủa việc gì tôi phải dành cả 30 năm để tôi vô hang cùng núi thẳm rồi tôi tu tập ở trong đó một mình tôi tôi rèn tôi dũa tôi luyện nội công của tôi để tôi được đi trên mặt nước rồi thôi rõ ràng chúng ta hay chọn cho mình những cái mục tiêu mà nó hạn hẹp lắm và chúng ta thích chọn cho mình những cái điều mà nó có vẻ nó gây sự tò mò gây sự chú ý sự thu hút với những người xung quanh đó thay vì cái mục tiêu tối thượng của người tu là giải thoát, thoát khỏi sinh tử luân hồi chứ không phải mục tiêu tối thượng của người tu là có được thần thông hoặc là để bay trên không hoặc là để đi dưới nước hoặc là độn thổ dưới đất. Chúng ta ít khi nào mà nhìn ra cho mình những cái mục tiêu mà nó tối thắng tối thượng mà mình cứ nhìn ở những cái mục tiêu gần gần như thế này thôi. Câu chuyện này cũng như thế cái ông này ông cũng chỉ nhìn được cái phạm vi hạn hẹp của ông là ông có cái tài là quản tượng ông muốn thể hiện cái điều đó ra cho cái ông quản tượng kia thấy rằng tôi giỏi nè tôi có kỹ thuật nè tôi có chiêu của tôi nè chỉ cần làm như vậy thôi là con voi sẽ bị thuần phục ngay lập tức chứ ông lại quên mất cái mục tiêu lớn nhất của ông là gì chính vì vậy ông mới bị phật quở trách là như thế phật nói từ đây ngươi hãy tự điều phục chính mình đừng làm trò huấn luyện thú như thế nữa tự điều phục chính mình đi thay vì mình cứ đi mình điều phục con này con kia con voi con ngựa con sư tử con gì đó điều phục chính mình nó vẫn tốt hơn và đó mới đúng là cái mục tiêu mà chúng ta cần phải đặt ra cho cái đời tu của mình phật nói pháp cũ chẳng phải loài cưỡi ấy đưa ngươi đến niết bàn đúng thiệt con voi sao đưa mình đến niết bàn được hay con sư tử hay giờ kể cả có con khủng long hay con phụng hoàng gì ở đây đi cũng không thể nào đưa mình đến niết bàn được chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến niết bàn chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục không có con đường nào khác không có con đường thứ hai thứ ba nào cả chỉ có một con đường đó thôi độc đạo là cái gì là tự điều phục là cái sự tu tập của chính bản thân của mình nè giữ gìn giới hạnh các kiểu đi tu tập thiền định đi bao nhiêu cái phương pháp mà đức phật dạy tùy theo căn cơ của mỗi người ở trong tăng đoàn thì cũng có nhiều vị với những cái căn cơ hoặc là với những cái nhận thức khác nhau trình độ khác nhau thì cũng tùy vào cái trình độ của mỗi người mà các vị ấy sẽ cảm nhận giáo pháp của đức phật đến đâu nhanh hay chậm nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa nhưng nếu như đi theo những cái lời mà đức phật dạy đó để mà tự điều phục chính mình thì chúng ta sẽ đến được cái nơi mà chúng ta mong muốn đến người tu là như thế người thường như chúng ta thì sao cũng vậy chúng ta chỉ có năm giới thôi cư sĩ ở nhà mình nè à, chỉ có năm giới thôi vậy thì mình cũng phải tự điều phục mình trong năm cái giới đó đi các vị tu sĩ nhiều giới hơn khép mình chặt hơn, giữ mình kỹ hơn. Có khi họ sẽ đi nhanh hơn mình, về đích trước mình, mình có năm giới à, mà nhiều khi mình còn giữ không nổi nữa kìa. Nhưng cứ hãy giữ. Rồi mỗi một ngày cái sự tinh tấn của mình á nó sẽ giúp cho mình tiến tu. Mỗi một ngày mình cứ đi từng bước một dò dẫm thôi cũng được, miễn sao mình đi đúng đường mình dò dẫm lần hồi từng bước từng bước theo lời phật dạy như thế này nè hôm nay mình học được một cái câu này của phật nè làm theo đi thực hành đi ngày mai mình học được thêm một cái câu khác nữa của phật nè soi lại quán chiếu coi mình có lỗi lầm không để mình sửa sai mình cứ đi từng bước một như thế rồi cũng sẽ có lúc mình đến được cái nơi mình muốn đến không biết là lúc nào nha <laughs> trong cái việc mà tu học của người Phật tử chúng ta hoặc là kể cả với các vị tu sĩ cũng vậy. Chúng ta sẽ không biết đâu, hoặc là chúng ta không đặt ra chúng ta được một cái hạn thời gian nào đó đâu. Mình bây giờ mình không thể nào nói rằng tôi sẽ cố gắng tôi tu trong 5 năm là tôi phải chứng đắc nghe. Rồi lỡ đến 5 năm không có chứng gì hết thì sao? Không lẽ lúc đó mình bỏ tu à? hay có những người nói chứ trời tôi tu, tu tập suốt 3 năm trời 4 năm trời tu tập thiền định mà sao tôi thế tôi không có định tâm được tôi thấy tôi không có vô thiền được miếng nào trơn trọi à tôi vẫn còn vọng tưởng đầy rẫy ra hết nhưng mà rồi sao không lẽ qua cái thời gian mình quy định với mình á rồi mình bỏ hả có khi do chúng ta chưa nhìn thấy thôi bởi vì một ngày á chúng ta tiến con chút mà mỗi ngày tiến một chút một chút một chút nên mình cứ có cảm giác là mình đang đứng tại chỗ nhưng nếu như mình nhìn lại mình thì có khi mình sẽ thấy mình của ngày hôm nay nè so với mình của hồi năm ngoái ấy, đã khác đi rất nhiều tại mỗi ngày trôi qua mình cứ huân tập những cái điều thiện những cái điều tốt đẹp vào trong tâm của mình có một chút xíu à. mình khó để nhận rõ ra nó lắm nhưng khi chúng ta nhìn lại cả một cái hành trình trong thời gian vừa qua mình đến với phật pháp á, mình tu học như thế nào có khi mình sẽ nhận thấy được à ít nhất tôi cũng đã đi được một cái quãng đường vài km chẳng hạn vì vậy chúng ta đừng có nản chí biết rằng là cái con đường tu nó miên man nó còn thâm thẳm dữ lắm khi chúng ta vẫn còn là trong hình tướng của một cư sĩ này một chúng sanh hết sức là thường tình như thế này nè thì cái con đường để gọi là cái đích đến cái giác ngộ cái sự giải thoát nó còn nằm đâu đó rất xa nhiều kiếp nhiều đời về sau nữa chứ không phải là trong kiếp này đâu thì mình nghĩ như vậy để mình cứ yên tâm mình bước đi trên cái con đường mà mình đã lựa chọn còn nếu như bây giờ mình cứ tính và đếm từng ngày một hôm nay sao tôi chưa cảm giác tôi định được cái gì hết trơn ta hay rồi ngày mai không biết tôi có chứng được cái gì không ta thậm chí có những người do cái sự gọi là nôn nóng nôn nóng và tự cho rằng mình đã chứng quả nữa kia đôi khi họ bị hơn chút u mê thiệt sự họ nghĩ rằng họ đã chứng hoặc là có những người thì họ nói dối họ biết rõ họ chưa chứng cái gì hết nhưng mà họ vẫn nói rằng họ đã chứng thì cái điều đó là một cái lỗi rất là nặng chưa chứng mà nói mình đã chứng là một cái lỗi rất nặng còn với những người mà thật sự không biết ấy, thì đó là cái điều mà nghe nghĩ thật sự đáng thương. Rõ ràng mình vẫn còn là chúng sinh thường tình thôi, nhưng mình cứ tự tưởng ra rằng mình đã chứng đắc được một cái điều gì đó rồi và từ cái sự tưởng đó đôi khi nó dẫn đến cái sự ngã mạn. Không chịu học nữa, không chịu tu nữa, không còn kính trọng những cái vị tu sĩ nữa, không muốn nghe pháp nữa bởi vì cho rằng mình đã chứng rồi thì cái điều đó thật sự nguy hiểm và những người như thế thì cũng là những người thật sự đáng thương. Cho nên cái điều này chúng ta chia sẻ với nhau á Để chúng ta thấy rằng cái đường tu của mình nó còn rất dài Đừng bận tâm tới thời gian Cứ tu đi Giống như là bây giờ khi mình đến nhà một ai đó chơi Mà mình cứ 5 phút ngó chừng đồng hồ lần 5 phút coi giờ lần Thì mình sẽ thấy cái đoạn đường sao nó xa dữ vậy Đi hoài đi hoài không thấy tới Nãy giờ 10 phút 15 phút rồi nè 20 phút rồi nè vẫn chưa thấy tới Nhưng mà nếu như chúng ta không bận tâm tới cái đồng hồ của mình nữa đó Mình tới lúc nào mình không biết <laughs> đó đó là cái điều mà chúng ta vẫn thường xuyên đúng không mình gặp phải trong cuộc sống của mình á khi mà mình quá bận tâm về một cái điều gì đó nó làm cho mình cảm thấy nôn nóng nó cứ thôi thúc mình mình cứ cảm giác rằng là trời ơi tại sao lâu lắc quá mà mình vẫn chưa đạt được cái điều mà mình mong muốn còn bây giờ mình đừng nghĩ về điều đó nữa mình chỉ tập trung vào cái việc chính của mình nè à, là cái gì điều phục chính mình phật dạy đó mình cứ tập trung mình điều phục chính mình đi thì mình sẽ đến đích và đến đích nhờ điều phục sẽ không ai làm cho mình được chuyện đó đâu không ai giúp mình không ai thay mình làm cho mình đâu mà phải tự điều phục câu pháp cứu phật nói đó chỉ có người tự điều đến đích là nhờ điều phục làm sao mà nhờ ai khác tu dùm mình được không thể không thể nào mà nhờ cha nhờ mẹ nhờ anh chị em vợ chồng con cá gì đó tu giùm đi, tôi bận đi chơi rồi, tôi bận đi ăn rồi, ở nhà đọc kinh giùm tôi nghe. Đâu có được, đúng không? Mình phải là người tự tu. Mình phải là người tự nhận ra sai lầm của mình nè, để tự điều phục bản thân mình nè, điều phục các căn mình nè, mình thúc liễm thân tâm của mình nè. Chứ người xung quanh không ai giúp mình được chuyện đó cả. Và cứ hãy làm điều đó, mình sẽ đến được cái đích mà mình muốn đến qua cái câu chuyện ngắn ngày hôm nay chúng ta một lần nữa củng cố thêm về cái niềm tin của chúng ta vào chánh pháp của Đức Phật và quan trọng là chúng ta phải biết rõ cái mục tiêu của chúng ta là gì cái mục tiêu tối thượng của mình á thay vì mình cứ nghĩ về những cái điều mong lung những cái điều thật sự không cần thiết đường tu thì ai cũng mong muốn mình sẽ có những cái chuyện ở nó hơi kỳ lạ những cái việc gì đó mà nó hơi thần bí diễn ra với mình để mình cảm giác rằng là mình đang đi đúng hướng cứ mong rằng mình ngồi mình thiền một chút xíu là đầu mình tỏa hào quang hay là mình cứ nghĩ rằng mình ngồi thiền được năm ba bữa nửa tháng gì đó thì mình có tha tâm thông mình biết được tâm ý của những người xung quanh không không nghĩ đến những điều đó không bận tâm đến những cái gọi là kỹ xảo mà chúng ta bận tâm đến cái mục tiêu lớn nhất mục tiêu tối thượng của chúng ta và để đạt được mục tiêu đó không gì khác hơn đó chính là cái sự tự điều phục chính bản thân của mình đó là những cảm nhận của nghĩa trong câu chuyện pháp cú ngày hôm nay xin chia sẻ với tất cả quý vị hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện trong chương trình của ngày mai nhé